xe đạp thể thao Vít.com xin chào bạn. Trong video này, shop giới thiệu và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp đua của hãng Fascino. Và đây là những chiếc xe đạp đua Fascino FR700 mẫu 2022, shop đã nhập về đủ màu. Và trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn. Fascino FR700 hiện đang có 5 màu. Màu đầu tiên đó là màu đỏ, màu thứ hai màu đen xanh, màu thứ ba màu đen vàng, màu thứ tư màu trắng xanh và màu thứ năm màu trắng đỏ. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào bạn xem màu đó, bạn thích xe nào bạn mua xe đó từ shop xe đạp thể thao Vít.com rất dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web xe đạp thể thao Vít.com, shop có chương trình mua trả góp hoặc đặt hàng qua số điện thoại hotline 0983315936 và đến với shop xe đạp thể thao Vít.com mua được chiếc xe đạp tốt và phù hợp dù bạn ở bất cứ nơi đâu, vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vít.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán bạn xe đạp thể thao, xe đạp đua Fascino FR700 mẫu 2022. Đây là chiếc màu trắng xanh và rất trẻ trung, năng động và rất đẹp. Fascino FR700 có cấu hình khung thép cường lực, sơn tĩnh điện và chất sơn cho FR700 mẫu 2022 này rất đẹp và bắt mắt. Sơn tĩnh điện nhiều lớp, bóng đẹp, dày, kén nước rất là bền màu. Và thiết kế của FR700 mẫu 2022 bạn thấy là rất khỏe khoắn, mạnh mẽ, nhưng mà nhìn kiểu dáng khung thì rất là mềm mại. Khung bằng hợp kim thép cường lực, chiếc phục đơ, chiếc càng bằng thép, phô tăng bằng hợp kim nhôm, tay lái bằng thép, cọc yên bằng thép và sử dụng chiếc yên Fascino yên mút bọc da và có khe thoáng ở đây. Fascino FR700 sử dụng cửa bánh 700 và cặp vành chém gió, vành nhôm hai lớp cao 4 cm, vành nhôm chém gió lan hoa bằng thép, sử dụng cặp mayer bằng thép luôn. Cặp mayer này sử dụng 36 lan hoa được trải đều trên vành, chịu lực rất cao. Lốp sử dụng lốp compact 700x23 xe. Fascino FR700 đang được trang bị bộ chuyển động 21 tốc độ với tay đề số, tay đề gạt. Và bên trái thì sẽ điều khiển bộ đùi đĩa 3 tầng đĩa và bên phải sẽ điều khiển bộ nít 7 tầng. Và sử dụng phong cách gạt mang phong cách ngoài cổ cho những chiếc xe đạp mới này. Và tay phanh đây, tay phanh bằng hợp kim nhôm. Sử dụng xe thì cầm tay ở vị trí này và vị trí này rất là dễ dàng sử dụng một chiếc xe đạp đua. Gạt đĩa xi minh, gạt líp xi minh, líp 7 tầng sử dụng xích quáng nặng ra. Bộ đùi đĩa bằng thép Fascino, cốt vuông bị bạc đạn 3 đĩa có chắn đĩa. Xe đạp rất nhẹ, khung thép bền bỉ và Fascino FR700 có mức giá rất hợp lý với phân khúc ngoài 3 triệu đồng. Bạn có thể mua được, ai cũng có thể mua được chiếc xe đạp này. Sử dụng để thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, đi học, đi chơi, đi làm đều được. Và với Fascino FR700 mẫu 2022 có 5 màu đen đỏ, đen xanh, đen vàng, trắng xanh, trắng đỏ, rất đa dạng để bạn lựa chọn. Và bạn cần mua xe đạp, cần tư vấn hay liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline 0983315936. Bạn có thể đặt hàng trực tiếp trên web, đặt hàng qua số điện thoại hotline đều được, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, vẫn người mang xe đến tận nhà cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.